Tuyệt đối không nên bỏ những loại thực phẩm này vào ngăn đông tủ lạnh. Một số loại thực phẩm tuyệt đối không được bảo quản ngăn đông nếu bạn không muốn chúng bị hỏng và giảm chất lượng hàm lượng dinh dưỡng. Đầu tiên là trứng. Khi bỏ trứng vẫn còn nguyên vỏ vào ngăn đông, lòng trắng sẽ giãn nở khiến lớp vỏ bị nứt. Lúc này trứng rất dễ bị vi khuẩn tấn công, nhanh hỏng và gây mùi hôi cho ngăn đông của bạn. Nếu bạn muốn đông lạnh trứng, hãy lấy lòng trắng và lòng đỏ ra khỏi vỏ rồi đánh đều, bảo quản trong hộp đậy kín. Các món ăn có trứng làm nguyên liệu như bánh flan, bánh kem, v.v. cũng không nên bảo quản trong ngăn đông. Kế đến là sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa để trong ngăn đá có thể bị tách nước trước khi bạn rã đông. Dù vẫn có thể uống nước được nhưng không tốt cho sức khỏe. Giống như sữa, việc đông lạnh sữa chua sẽ khiến chúng bị đóng cục và làm mất mùi vị thơm ngon vốn có. Thế nên, ngăn mát tủ lạnh là nơi bảo quản sữa chua tốt nhất và giữ nguyên hương vị ban đầu. Kế đến là rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây là loại thực phẩm không nên bảo quản trong ngăn đông vì có hàm lượng nước cao. Nếu cấp đông thì nước bên trong sẽ nhanh chóng trở thành tinh thể băng. Sau khi rã đông, trái cây và rau xanh sẽ dễ bị mềm nhũn, sụn nước, mất hết hương vị và phần lớn dưỡng chất. Tiếp đến là khoai tây. Khoai tây có lượng nước cao, nếu bỏ trong ngăn đá tủ lạnh thì lượng nước bên trong sẽ thành các tinh thể băng, khiến khoai nhão ra sau khi rã đông và không sử dụng được. Khoai tây nên lưu trữ ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng sáng mặt trời. Phô mai. Khi lưu trữ phô mai mềm trong ngăn đông, độ ẩm sẽ làm hỏng kết cấu mềm mịn của chúng. Nếu làm đông phô mai cứng, nó sẽ bị xốp và bở. Vì vậy, đây là loại thực phẩm không nên bảo quản trong ngăn đông. Để phô mai giữ chất lượng tốt, bạn chỉ cần đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Tỏi. Đây là loại thực phẩm không nên bảo quản trong ngăn đông và cả ngăn mát. Tỏi có xu hướng trở nên hăng và đắng khi đóng băng, có thể gây ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Cách tốt nhất để bảo vệ tỏi là giữ chúng ở nhiệt độ phòng tại nơi khô, tối, không khí thoáng và ít ánh sáng để tránh nảy mầm. Kế đến là cà phê. Cà phê ở nhiệt độ thấp sẽ giảm hương vị và chất lượng. Bên cạnh đó, cà phê có khả năng hấp thụ mùi rất cao. Nếu để chung với các loại thực phẩm khác sẽ hút mùi của các loại thực phẩm đó và mất hương thơm đặc trưng. Thực phẩm chiên. Đối với những loại thực phẩm chiên như gà rán, khoai tây v.v., việc cho vào ngăn đông sẽ làm cho phần bột chiên giòn bị mềm, nhão và chảy nước. Mayonnaise. Khi sốt mayonnaise được rã đông, nó sẽ bị tách nước và không còn ở dạng sền sệt như ban đầu. Vì vậy, đây là loại thực phẩm không nên bảo quản trong ngăn đông. Các loại đồ uống có ga, bia. Những ngày nóng bức, nhiều người thích đồ uống lạnh để nước ngọt hay bia vào trong ngăn đông, mà không biết hành động này có thể làm cho lon đồ uống của mình nổ tung không khác gì một quả bom. Đã có rất nhiều trường hợp thương tích nặng do thói quen nguy hiểm này của nhiều người. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được để các thức uống có ga vào ngăn đông. Các loại thực phẩm đã rã đông. Nếu bạn lấy thực phẩm sống như thịt cá v.v. ra khỏi ngăn đông, tuyệt đối không cất lại vị trí cũ. Thực phẩm đã rã đông có thể bị biến đổi cấu trúc, hương vị và vi khuẩn gây hại xâm nhập nhanh hơn thông thường. Thế nên, bạn cần chia nhỏ thực phẩm tươi sống và lấy lượng vừa đủ để dùng, không thừa thức ăn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.